chào Faidamia, được biết Gamer Thủ là cô gái Việt đang rất nổi tiếng ở Mỹ. Bạn có thể tiết lộ đôi chút về bản thân mình không? Mình là Minh Quang, năm nay 30 tuổi, hiện tại mình sống và làm việc tại Los Angeles, Mỹ. Mình là Lương Y ngữ Anh trị liệu, người mẫu và bốt dơ. Bố mẹ và em trai của mình hiện vẫn sống và làm việc tại Việt Nam. Mình quyết phái Mỹ du học năm 18 tuổi vì nhận được học bổng toàn phần của trường Washington State University. Sau khi tốt nghiệp, bệnh viện mình làm việc đã bảo lãnh cho mình ở lại Mỹ để định cư và làm việc. Faidamia hiện là lương y ngữ âm trị liệu, người mẫu, bút dơ nổi tiếng. Khi thế hệ quyết phái Mỹ, Gamer Thủ có gặp gỡ phải cú sốc nào không? Mình từng trải qua hai cú sốc. Lần đầu là lúc thế hệ bước chân vào nước Mỹ. Vốn là người bản xứ nên tiếng Anh đối với họ là việc dễ ơn. Mình phải hạn chế giao tiếp với gia đình và bạn bè ở Việt Nam để tập trung luyện tiếng Anh và học hành để cạnh tranh với các gamer thủ sinh viên bản xứ, những người cũng muốn nhận vào ngành lương y ngữ âm trị liệu. Ngành này rất kén chọn học sinh và cực kỳ khó vào ngay cả đối với người bản xứ. Vì muốn vào ngành này, sinh viên cần phải có 3 điểm học bạ, cao gần tuyệt đối 95-100%, điểm cao trong phần thi Re-ra-đơn-a-te-re-co-e-sa-mi-na-sân, có kinh hải nghiệm làm việc hoặc quan sát trong thời gian dài những công việc liên quan đến ngành y, có kinh hải nghiệm trong các hoạt động từ thiện và có khả năng giao tiếp trôi chảy trong lúc phỏng vấn với trường. Sốc lần thứ hai là lúc mình đi học thạc sĩ, mình muốn tập trung học tập nên không về thăm nhà. Sau khi tốt nghiệp thì mình đợi bệnh viện bảo lãnh cho mình thẻ soàn trú và mình phải ở lại nước Mỹ để làm việc nên không về Việt Nam thăm gia đình trong vòng 6 năm dài. Lúc mình về Việt Nam thăm nhà là tháng 3 năm 2018. Mọi thứ đổi mới quá nhiều. Mình hy vọng các gamer thủ độc giả và mọi người ở Việt Nam có thể mở minh mông vòng tay để mình có cơ hội hòa nhập với giang sơn nhiều hơn và có cơ hội góp sức khả năng của mình cho quê hương. Để có được công việc như hiện tại lương y ngữ âm trị liệu ở Mỹ nhân dân, cô gái trẻ đã phải cố gắng không ngừng. Hình như có thời gian gamer thủ từng bị trầm cảm. Lý do gì sao vậy? Và gamer thủ đã vượt qua nó như thế nào? Trầm cảm là lúc mình phải cạnh tranh với các gamer thủ bản xứ để có được chiếc vé vào học lương y ngữ âm trị liệu. Sau đó, nhờ nhận được sự giúp sức, động viên rất nhiều từ gia đình, bạn bè bên Mỹ, mình thế hệ có thể vượt qua. Lý do gì sao gamer thủ lại chọn học lương y ngữ âm trị liệu? Bạn có kế hoạch phát triển ngành này ở Việt Nam không? Mình muốn biến thành lương y ngữ âm trị liệu vì lúc bé xíu, bà nội của mình hay dẫn mình đi thăm các gamer thủ nhỏ hở môi và hàm trong các trại trẻ mồ côi. Mình có cơ hội tiếp xúc và hâm mộ các lương y trị liệu của Omera St. Millet tổ chức phẫu thuật nụ cười cợt phóng viên, trong lúc họ quyết phái Việt Nam để phẫu thuật và trị liệu cho các bé xíu. Vì thế, mình đã quyết tâm xin học bổng để đi học vì lúc đó Việt Nam chưa có trường lớp chính thức để đào tạo lương y ngữ âm trị liệu. Mình thật sự rất muốn có cơ hội về Việt Nam để đóng góp công phu và khả năng cho loài người ở Việt Nam. Nếu có cơ hội mình quyết định về ngay. Là một cô gái đẹp và quá nóng bỏng, làm sao để gamer thủ vượt qua những cạm bẫy và có được thành công học tập khủng như vậy? Việc đó không dễ ở chút nào. Mình may mắn lớn lên cùng bà nội, được bà chỉ dạy nhiều điều đáng trân trọng trong cuộc sống. Không phải ai cũng có cơ hội như mình, cộng thêm công phu bà nội nuôi dạy mình nên người nên mình nghĩ, những cạm bẫy đó không đáng để mình bỏ phí cơ hội và khả năng của bản thân. Nó cũng không đáng để mình phải làm bà nội thay giọng hoặc buồn lòng. Hơn nữa, cuộc sống lúc nào cũng cần sự thăng bằng. Lúc học hành mình cũng tham gia các hoạt động ngoại khóa, chẳng hạn như múa ballet, yoga, vẽ tranh, nhiếp ảnh, ca hát và chiêm tinh học. Ở Mỹ, gamer thủ có tham gia các hoạt động từ thiện, hướng tới cộng đồng không? Mình có tham gia giúp sức các thanh nữ vô gia cư hoặc bị lạm dụng lúc mình sống ở Washington State. Hiện tại mình tập trung cung cấp giáo dục cho các gia đình có thu nhập thấp hoặc thế hệ quý phái Mỹ định cư người Việt, người Ấn, để họ biết được các quyền lợi của họ và các em bé xíu có bệnh cần được giúp sức. Cảm ơn gamer thủ về những chia sẻ.